Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có phản hồi về việc người dân nhận được những số điện thoại lạ mạo danh cán bộ gọi điện tư vấn dịch vụ gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm đưa đến tận nhà với số tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện chưa nhận được báo cáo của các trung tâm đăng kiểm về việc thực hiện dịch vụ nêu trên. Do đó, trường hợp nhân danh cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi điện tư vấn dịch vụ để thu các khoản phí ngoài quy định của đăng kiểm là hành vi mạo danh có dấu hiệu trục lợi cá nhân. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân và chủ phương tiện, nếu có thông tin, nên thông báo tới cơ quan hữu quan để xử lý theo quy định pháp luật. Để gia hạn đăng kiểm, người dân và chủ phương tiện có thể tự truy cập vào địa chỉ http://gia-hạn.xcg.vr.org.vn để tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định. Chủ phương tiện không phải nộp bất cứ khoản phí nào liên quan việc gia hạn này.